mập quá, mập quá. Mình sẽ ăn hoa quả. Xương. Chưa. Nên mình không gạt được luôn. Nhưng điện thoại cũng không phải. Phải có phải nghiêng điện thoại không? Cái này chỉ cần gạt nhẹ thôi. Rau củ. Ăn rau củ mới tốt thôi. Rau củ mới là giảm béo. Ôi, mình quên lấy tiền rồi. Tránh cái ghế nào. Ôi tiền. Thế nên mình không gạt được luôn. Chạy vào sáu. Bên này. Oh, ăn mấy cái thứ kia mà béo. Sẽ lấy hết nhỉ. Sau này mình không thấy có gì hay cả. Gạt rất là khó luôn. Không gạt nổi. Mà nghiêng điện thoại thì cũng không phải. Sau này mình sẽ không động gì đến nữa. Mình chỉ để cô ấy khác tự đi thôi. Không động đến điện thoại luôn. Đang sợ. Ôi. Sao một con mèo con này. Vậy thôi. Tiếp tục lần này mình cũng sẽ không động gì vào luôn nhé. Ngã, ngã.
Thôi, xem là mình thấy không hay nên là mình sẽ bỏ qua.